Ngày hè, không khí nóng bức khiến cơ thể bị mất nước, mệt mỏi và stress, nên mọi người thường tìm đến những loại thức uống bổ mát để cung cấp đầy đủ nước và giải nhiệt tốt cho cơ thể. Tuy nhiên, hiện nay trên thị trường có nhiều loại nước uống không đảm bảo chất lượng, gây bệnh cho con người. Chính vì vậy, có nhiều người đã tự làm cho gia đình mình những loại nước uống như nước rau má, các loại sinh tố trái cây. Và đặc biệt hơn là giấm chè xanh, một loại giấm làm từ nước chè xanh có vị chua thanh mát, rất dễ uống vào mùa hè, giúp giải nhiệt, thanh lọc cơ thể, giảm mệt mỏi và duy trì năng lượng cho ngày hè nóng bức. Bên cạnh đó còn chứa nhiều chất dinh dưỡng tốt cho cơ thể. Nước chè xanh được nhiều người dùng, thích uống bởi nó rất tốt cho cơ thể con người. Tuy nhiên, từ nước chè xanh đó, ta có thể chế biến và làm ra một loại giấm chè xanh rất thích hợp để uống vào mùa hè, bổ sung lượng nước bị mất cho cơ thể, tốt cho sức khỏe, ngăn ngừa được nhiều bệnh tật. Để làm ra được loại thức uống này cũng rất đơn giản. Chỉ cần nước chè xanh để nguội, đường là chúng ta có thể tự làm cho mình loại giấm chè xanh thanh mát này. Đầu tiên, để có nước chè thơm ngon thì chúng ta cần lựa chọn loại nhánh chè có lá đều, không to quá, cũng không nhỏ quá, thân cành to vừa, lá vẫn đang xanh, tươi, như thế nước chè om mới có màu vàng ngon được. Sau khi lựa chọn chè xong thì mang rửa sạch với nước lã. Để ráo nước rồi vo lại, om trong ấm nước ủ nóng cho những chất ở trong lá chè tơi vào trong nước. Làm giấm chè xanh này thì có thể sử dụng nước chè loãng thay vì dùng nước chè đặc như khi nấu nước chè uống bình thường. Khi nước chè bắt đầu chín, nước có màu vàng xanh nhạt thì có thể đổ ra một cái thẩu để cho thật nguội. Bởi theo kinh nghiệm của người làm giấm thì không nên dùng nước đang nóng hay kể cả nước ấm cũng không được, vì như thế sẽ làm chết đi con giấm. Tiếp theo, khi nước đã nguội thì cho một lượng đường vừa phải vào khuấy đều. Tùy theo lượng nước chè nhiều hay ít mà cho nhiều đường hay ít đường. Hay nếu không thích bỏ đường thì có thể thay thế bằng mật mía vào nước chè làm giấm cũng đều tốt. Sau khi đã pha chế nước chè xong thì đem để khoảng từ 45 đến 60 ngày tùy thời tiết. Khi đó trên mặt hỗn hợp sẽ kết một lớp men vi sinh nhìn như một lớp váng trắng đục, đó là con giấm. Càng để lâu, con giấm càng dày lên và trở thành trong đục như một con sứa lớn. Khi có con giấm thì nước trong hũ bắt đầu trở thành giấm chua. Để càng lâu càng chua. Canh chừng thời gian, nếm thử thấy độ chua vừa ý thì có thể mang ra dùng và uống được. Tuy nhiên, nếu nhà nào đã có sẵn con giấm chè này rồi thì khi làm nước giấm chè xanh có thể om nước chè loãng để nguội thì cho trực tiếp con giấm này vào mà không cần phải pha thêm đường nữa. Và chỉ cần để khoảng một tháng là có thể mang ra sử dụng được. Khi dùng nên pha thêm nước, thêm đường, tùy khẩu vị của từng người thích uống ngọt hay chua vừa. Và cuối cùng cho thêm vài viên đá lạnh để nước được ngon và thanh mát hơn. Cũng chính vì vị chua thanh, mát miệng mà bà con nơi đây gọi là giấm chè xanh, với cái tên gần gũi hơn là giấm thanh bởi hương vị đặc trưng của nó. Đấy là một loại giấm thanh được làm từ nước chè xanh. Thì sau khi mình nấu nước chè xanh xong thì mình đổ ra cho đường vào, cho một ít đường vào thì để nước cho nguội, xong mình để cho nguội mình cho vào lò đấy, mà phải bằng lò thủy tinh. Thì mình
Tức là mình ngâm tầm khoảng 45 đến 60 ngày thì nó mới lên men, nó hình thành được một con giấm. Thì khi đã hình thành con giấm rồi thì mình lại cho nước vào, hoặc là mình gỡ cái giấm ra có con giấm sẵn ấy, thì mình lại cứ cho nước chè với lấy đường vào đổ vào á. Thì mình ngâm xong thì lúc nào mình uống á thì đưa một, mình lấy nước sôi nguội, nước sôi để nguội, xong là mình cho một ít muỗng giấm vào, tức là tầm khoảng mấy ml giấm đấy, thì mình cho vào nước sôi á, thì vậy lấy cho một ít đường, mình đánh cho nó tan, xong rồi mình lại cho một ít đá đã lành á vào, mình phá chế. Thì mình làm cái nước này là để uống hàng ngày cho mùa hè đấy, là thanh mát giải nhiệt. Nước giấm chè xanh có vị chua thanh thanh, rất dễ uống. Mùi thơm của nước chè hòa quyện vào vị ngọt của đường hay vị chua của giấm, cho ta một hương vị khó quên, đậm vị. Uống nước giấm chè xanh không chỉ giúp giải nhiệt, thanh lọc cơ thể, mà còn cung cấp nhiều dưỡng chất tốt cho cơ thể con người, như giảm lượng mỡ dư thừa trong cơ thể, ngăn ngừa lão hóa, giúp giảm nguy cơ ung thư. Bởi loại nước này được lên men vi sinh tự nhiên. Những con giấm tự làm có lợi cho sức khỏe con người. Muốn làm được cái nước giấm ngon ấy, và sạch ấy, chúng ta nên lưu ý là nước chè xanh phải để thật nguội, chứ không được ẩm hoặc là nóng. Nếu mà như hơi ẩm một tí thì đổ vào nó cũng sẽ làm chết con giấm. Mà mình muốn để làm cái nước giấm này dùng cho quanh năm ấy, của mình, gia đình mình, thì mình cần phải, thì thằng mình phải đưa ra để rửa và lau chùi cái lò cho nó sạch, thì nước giấm nó mới ngon trong. Loại nước giấm chè xanh hay giấm thanh này rất dễ uống và đặc biệt thích hợp đối với những người mới đi nắng về hay những người làm việc lao động vất vả, cơ thể bị mất nước nhiều, thì uống vào sẽ cảm thấy cơ thể sảng khoái, thoải mái tinh thần hơn. Uống nước giấm chè xanh giúp tăng mật độ của axit dạ dày, tăng cường sự thèm ăn và cải thiện tiêu hóa. Bên cạnh đó, nước giấm còn giúp ức chế vi khuẩn một cách mạnh mẽ trong thời gian ngắn. Nước giấm ngon, dễ uống và nguyên liệu còn sạch và an toàn, và lại có thể dễ dàng làm nên có thể pha chế cho gia đình mình một thức uống đảm bảo an toàn, tốt cho sức khỏe, cho những thành viên trong gia đình. Tuy nhiên, không phải uống nhiều nước giấm chè xanh vào mùa hè là tốt, mà cần phải uống vào khoảng thời gian hợp lý, như không nên uống lúc đang còn quá đói, hay những người bị bệnh về dạ dày thì cũng không nên uống nhiều. Thì hiện nay trên thị trường á, thì nói chung có bán rất là nhiều nước ngọt, các cái loại nước ngọt thì rất là phong phú và đa dạng, nhưng mà cái bước mà chế biến thì tôi thấy là vậy, là quảng cáo thấy xem TV và đài thì cũng là chế biến các cái chất phụ gia, vậy thì không, tôi thấy không an toàn và lại không có đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Thì tôi thấy thì về quê thì tôi thấy gọi nước giấm thanh này thì nó mình chế biến từ cái phụ chất là của nước thiên nhiên thì mình thấy đảm bảo hơn. Thì tôi thường thường về quê tôi cũng uống nước giấm để giải nhiệt, nhất là cái vào mùa nắng nóng này, thì nước giấm này thì tôi nghe ông cha truyền lại là rất là giải nhiệt cho cơ thể, mát cho cơ thể và đảm bảo an toàn. Mình tự làm thì nó sẽ đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm hơn. Nếu mà nên tôi cũng đang tính là về cũng học cách tự làm để chế biến để phục vụ cho gia đình.
Nước giấm chè xanh không chỉ là một thức uống giải nhiệt ngày hè mà còn rất tốt đối với sức khỏe và có nhiều công dụng hữu ích tuyệt vời. Bởi trong chè xanh có chứa nhiều chất chống oxy hóa như EGCG, EGC, ECG và EC là những chất được biết đến có tác dụng làm giảm nguy cơ bị ung thư. Những chất này bảo vệ các tế bào khỏi sự tấn công của các ADN lỗi, được biết là bước đầu tiên bệnh ung thư hình thành và phát triển. Hơn nữa, các chất trong lá trà xanh còn có tác dụng bảo vệ da bạn khỏi tia tử ngoại của mặt trời, giúp ngăn ngừa bệnh ung thư da. Và một cốc chè xanh 250ml chứa khoảng 30-45mg caffeine. Do đó, chè xanh có thể mang lại cho bạn năng lượng mà không hề làm bạn bị đau đầu hay buồn nôn. Chất galantamin trong chè xanh có tác dụng ngăn chặn quá trình tự hoại của tế bào não và những tổn thương ở não sau khi đột quỵ. Những người uống chè xanh hàng ngày sẽ giảm được các tác hại do đột quỵ và tránh tử vong. Trong nước chè xanh cũng có chứa chất polysaccharide làm giảm lượng đường trong máu, vitamin E tác dụng chống oxy hóa và hạn chế lão hóa, chất thiamin tạo cho nước chè xanh có hương vị đặc biệt. Theo y học cổ truyền, chè có vị đắng chát, hơi ngọt, tính mát, vào kinh can thận, tác dụng thanh nhiệt, giải khát, lợi tiểu, tiêu thực, cầm tà lị, bớt mụn nhọt, khỏi chóng mặt, đẹp da thịt, minh mẫn đầu óc. Theo nam dược thần hiệu của Tuệ Tĩnh, chè vị ngọt đắng, tính hơi hàn, tác dụng nhuận tràng, trừ nhiệt, khu phong, sáng mắt, nhẹ đầu, hạ đờm, trị lị, tiêu thức ăn. Tuy nhiên bên cạnh những mặt tốt thì nước chè xanh cũng có những tác dụng phụ khác như gây bệnh loãng xương. Chè xanh ức chế việc sử dụng canxi của cơ thể làm cho bạn dễ bị loãng xương. Điều này gây ra sự suy yếu của xương do thiếu canxi. Gây thiếu máu, catechin có trong chè xanh có thể khiến bạn bị thiếu máu do thiếu sắt. Ngoài việc làm thức uống thì chè còn có tác dụng để làm thuốc chữa bệnh. Chữa nốt đậu lở loét, thối sinh giòi. Hai lá chè già cộng với ngọn bạc hà, hai thứ bằng nhau, sắc đặc mà rửa. Chữa ho do đờm xuyễn không ngủ được, trà ngon 60g, bạch cương tàm 60g, hai thứ tán nhỏ cho vào bình có nắp kín, cho vào 4 bát nước sôi. Khi đi ngủ thêm chút nước sôi cho nóng mà uống là khỏi. Khử mùi hôi chân, ngâm chân trước khi đi ngủ khoảng 15 phút với nước chè tươi.